hung vợ con, mày đánh đập vợ con mày là tao không đồng ý. Bây giờ mày nuôi được thì mày nuôi, mày nuôi không được mày, tao sẵn sàng, tao già tao sức yếu thì nhưng tao phải đừng con tao cháu tao. Đập mấy đứa nhỏ này với em quá trời, nhậu vô là quánh nó không có nói gì, anh cũng quánh. Tiếng cái đó nó còn tiếng chim á. Chào cô chú anh chị nha. Thì sau khi gặp bé Hoàng, cậu bé hót tiếng chim ở ngoài cái lùm cây kia thì mấy anh em nãy giờ đục mưa. Tính cái clip đó thì cũng mua vé số cũng như ủng hộ bé, nhưng mà mưa quá mấy hai ông ngoại hai ông cháu mới chạy vô nhà. Dần đi vô đi tới đâu không tới đâu hỏi đó, cái đường quá trời nó thình bùng quá trời. Bây giờ đi trước rồi giờ mình không biết đường vô tới đâu thì hỏi thăm ta thôi chứ biết sao vậy. Thằng bé này biết. Hai nhỏ này biết à? Nó xung phong nó dẫn luôn kìa. Cũng tội nghiệp quá ha. Nó trời xin để đường này không biết bằng đêm bằng hôm bán số rồi sao về. Bán hình như nghe nói là có bữa về trễ nữa. Mưa quá rồi chú anh chị. Cái đường đi mà khó khăn luôn. Tội nghiệp bé nó. Con chạy trước đi con. Nó ra cái đường này nó cứ tiếng chị. Mà nó không biết chạy xe đúng không? Chạy hồi lỗ hầm luôn nè. Mưa nè, lẹ lẹ đi con, mưa tới rồi con ơi. Chú đi đi, đâu chú đâu có chạy đâu. Chị. Rồi chào cô nha. Chị, chị nhà bé Hoàng đâu chị? Bé Hoàng mấy số mà bị phỏng. Đi được ông má chạy xe đó, mình chạy xe mấy ngày hả? Rồi rồi, cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi rồi, con xung phong con đi trước đi, cảm ơn con nha. Đi này phải không? Được không? Được không? Rồi vậy đi này đi. Ôi mưa ướt hết trơn rồi. Mưa ở đây mình hy sinh mình chơi giọt mưa đi luôn nè. Đi lòn lòn đây vậy hả? Này mấy anh em khác mà biết đường đâu kiếm. Hồi nãy anh nói đây đâu là Tân Châu hả? Cây gì? Cái này lọt về khu vực An Giang rồi. An Giang hả? Tại vì nãy em đi Hồng Ngự lên cây xăng 16. Vậy nó bán bên đó. Hỏi về tới bên đây. Rồi rồi, cảm ơn con nha. Rồi cảm ơn con. Hình như là quẹo nó giờ cũng hơi xa đúng không? Xa nó đi mấy cái hẻm kìa, nó đứng mấy... Mình mãi cặp ướt hết trơn luôn. Mấy nhỏ nó đứng tú đẳng kìa, còn đâu cả 200 mét nữa. Tính ra là xa lắm của chúng chị. Nào băng qua cái chỗ mà trình bùng không vô đây xin cái đường chuối đó qua thêm cái nghĩa địa nữa. Nghe cái đường nước thải, nghe đường nước thải chúng ta. Rồi chú tiếp tục bây giờ tới nhà đi rồi mình chú tìm hỏi hàng xóm trước ha. Vô hỏi bà con trước đi có đúng như vậy hay không. Hồi nãy là mình tính mua số ủng hộ nhưng mà mưa quá không phải mua nữa mà là tiếp vé số, cái những mình đưa tiền á, nhưng mình để cho hai em cháu cầm vé số đó đi bán nữa kiếm thêm lời nữa, nhưng mà mưa quá chạy lo chạy tán loạn cô chú anh chị. Thôi giờ tìm hiểu vô tới nhà đi, cái vé số đó mình tính sao. Xa không phải gần đâu. Tới hả? Tới rồi, giờ cũng trời cũng vừa mưa luôn nè cô chú anh chị. Trời cũng vừa mưa luôn. Rồi cảm ơn con nha. Quá mưa luôn rồi. Ướt camera luôn rồi. Rồi xíu vô mưa. Rồi đã đến nhà của bé Hoàng của chú chị. Thì hiện tại đến đây thì bé Hoàng cũng đang ăn nè. Mưa quá thì bé Hoàng giờ này cũng thay bộ đồ khác ha. Dạ con chào chú. Chào gia đình mình nha. Dạ. Rồi chú thay bộ đồ khác cho khỏe đó chú. Ướt nhẹp hết trơn kìa. Trời mưa bão mà đi bán với số cũng vất vả ghê với cô chú anh chị. Bây giờ anh em vô ngồi đây ha. Mẹ con đâu? Mẹ con đó ha, con ăn hàng ngàn múc gì đó hả? Ủa con bưng lên cái tay kia bưng được không? Trời ơi, nóng không nghe. Nó nó bưng còn khô luôn anh. Đúng không? Dạ. Kệ lỡ rồi. Dạ. Chút xíu chú còn đi bán nữa đúng không? Ờ
cơm với canh cái gì nữa hả? Dạ. Rồi con ăn đi rồi chút xíu chú cháu trò chuyện ha. Rồi qua ra đây luôn đi chị, Bây giờ nói chung với cô chú chị cũng được cảm ha. Hiện tại bây giờ đến đây cũng mưa quá trời mưa luôn rồi nè. Thật sự ra thì anh em cũng dầm mưa tìm đến đây á chú chị. Mấy anh chào chị à. Thì cũng nghe thấy Hoàng và ông ngoại kể về cái gia cảnh của chị và mấy đứa con á. Mình có ba đứa con đúng không? Ba đứa. Thì chồng mình nghe nói là nhậu bê tha lắm. Bê tha, bỏ hẳn rồi. Chị nói nhiêu tuổi? Nay 36 tuổi. 36 tuổi. Chị tên gì chị? Tên Nhi. Chị Nhi 36 dạ. tuổi. Nãy tụi em gặp bé nó bán số bà kia, chưa có kịp mua nữa, mưa quá. Nên để hai ông cháu chạy về trước. Nãy giờ tụi em cũng hỏi thăm cũng vô tới đây. Dạ. Thì cái clip trước của chúng chị, một cậu bé bán số mà hót tiếng chim, nghe thì nó lạ nhưng mà thật sự là nó là như vậy. Thì mấy anh em cũng có tìm hiểu, hỏi sơ về hoàn cảnh gia đình, muốn biết chính xác thì hôm nay mấy anh em tiếp tục vô tận nhà để xem cái gia cảnh như thế nào. Thì bé nó kể là bé nó bị phỏng điện cực dầu và cực xăng đó chị. Đèn dầu anh, lúc đó nhà mở bao á, cắt nhà đó, rồi cái bả cúp điện đi, rồi bả cúp điện rồi mới xài cái đèn dầu đó. Dạ. Bả cho xài ké. Nó nói thầy ké quả chưa có vô điện. Nhà chưa vô điện. Nó đèn dầu sao mình để chết nó. Bỏ đi xuống dưới sông nó nằm nó ngủ rồi, thằng lớn vậy nè. Nó phá rồi ngã cái đèn dầu cháy. Ngã vô một luôn. Ngã vô cái gối của em của bé nằm nè. Dạ. Đó bé được nhiêu tuổi chị? Mới có 2 tháng tuổi hả? Dạ. Là mình cũng đi chạy chữa rồi. Chữa tới đi tới thành phố Di Đồng 1 mà. Dạ. Còn hai đứa con kia đâu chị? Kìa nhìn đây nè, ấy Nam như này nè. Ba đứa trai không luôn? Trai không. Ủa nhà mới cắt sao chị? Mới cắt. Cái này mình như anh em ở đây người ta giúp đỡ chút đỉnh gì đỏ, người giúp đỡ chút đỉnh cắt cái nhà thập đỏ. Anh em là biết cái thập đỏ à? Ai lớn? Ba. Thằng này là thứ ba, thằng này là thứ hai. Này Út. Thứ hai tên gì con đứa ơi? Hải. Con tên Hải. Hải là tên Hoàng. Hoàng là cái thằng phỏng. Hoàng. Còn này thằng Nam. Hải Hoàng Nam. Quang Nhân Hoàng, Quang Nhân Nam. Quang Nhân Hải, Quang Nhân Hoàng. Mấy con có cái biệt tài gì không? Không. Dạ không có mình anh ba. Có. Có biệt tài là đi báo. Báo hả? Chồng chị sao là ảnh đánh nhậu ảnh quậy quá là bỏ ảnh hay sao chị? Quánh đập mấy đứa nhỏ này với em quá trời nhậu vô là quánh nó không có nói gì ảnh cũng quánh. Ảnh nhậu là ảnh quậy quậy. Vậy là nhậu là quậy không cho ông và vợ với em vợ là ngủ không được. Nhỏ làm công ty lúc ở ngoài hôm nay ngủ không được quậy lắm. Vậy là bỏ. Nhậu là quậy. Ảnh đi lâu chưa chị? Đi 2 năm rồi. 2 năm nay rồi mấy mẹ con mình sống làm sao? Ông ngoại cũng đi bán vé số vậy đó chứ phỏng thì đi bán vé số. Chị có đi bán không? Không, ở nhà chỉ nấu cơm nước. Còn như là em nghe sai sai, cũng biết là sai á. Nghĩa là nghe Hải nghe ông ngoại nói là bắt chị về chứ đúng không? Bắt về. Có nghĩa là quánh đập quá cha mẹ. Quánh đập cha mẹ chị không nổi. Lúc ở trên Đồng Nai. Dước ở trên Hà Tiên á, ở trên ổng luôn ở trên Đồng Nai á. Ông rước về. Tính ra gia đình cũng đi nhiều chỗ á. Hả? Đi lung tung để đi kiếm kế mưu sinh. Dạ. Lúc đó là ảnh vậy quá, trên đó là cha mẹ nóng ruột. Nóng ruột rước về, rước ba đứa nhỏ này với mẹ về. Về đây là ông ngoại nuôi, ông ngoại lo hết luôn. Ngoại lo hết. Mà chị ơi, thì nãy đó em có nghe là bé Hoàng nói nè. Mấy đứa bạn nó sớm á, thì cũng mấy đứa có đứa sợ bé Hoàng lắm mà. Có đứa thì không sợ. Cái quạt cái gì tâm sự với chị đó chị. Không. Không. Nó biết rồi, nó không có sợ. Lúc mới về thì sợ. Nó biết nó giờ nó thấy rồi là nó quen. Giống như là bà này nó không có ngồi yên được hay sao. Lóc chóc này cái kiểu như nó hiếu động với cô chú anh chị. Thấy đi chơi lắm. Quá lanh luôn. Hình như là nhà chị là mấy bạn đứng ngồi chắc về đi con. Cái đứng ngoài trời. Không máy lên, không máy lên. Con quay. Nó quay á. Mưa mà nó dầm mưa coi luôn kìa. Rồi, về đi con.
bây giờ cô chú khi cô đọc cũng nghe con hát thêm một lần nữa. Cái tiếng đó nó còn tiếng chim á. Vô cái nhà tiếng mà nó có cảm giác mà nó vang dội vang lớn luôn á. Và đây là âm nhạc. Nó nghe luôn á. Mà chị lúc mà bé nó không có tiếng chim vậy á, rồi mình cảm thấy như là nó ồn quá, mình bức xúc, mình có la lắm chị. Dạ không có la, biết nó vậy rồi không có la. Cho thấy vui thêm đấy. Dạ. Bình thường ở nhà nó hay hót vậy không? Có. Như khi nó về nó hót cái ông ngoại mệt quá, thôi con đừng hót. Không biết ông ngoại chịu nổi luôn. À chịu nổi, ngoại mệt quá, ngoại chở con đi bán, ngoại mệt. Tính ra là bé Hoàng là gắn bó với ngoại là nhiều hơn hai. Gắn bó với ngoại nhiều. Gắn bó là chúng có 5 năm trời ạ. Thì có nghĩa là con đi chung với ngoại nhiều hơn mấy em với anh là đúng không? Ông con thì có đi ông ngoại mà biết bán, không biết tiền. Không biết tiền luôn á chị. Không biết tuổi mình luôn. Thằng lớn nó không biết tiền, thằng này nó biết tiền. Đi theo ổng không biết tiền. Bởi vì cái bé lớn là lớn hơn bé Hoàng này nhưng mà không có biết. Bé không. Nó khờ hơn. Nó khờ lắm. Nó khờ hơn này. Bây giờ ví dụ bé Hoàng nè. Mình bán một tờ mấy bao nhiêu ngàn? Tờ 10 ngàn. À, 2 tờ 20 đúng không? Dạ. Còn 50 tờ là bao nhiêu? 500 ngàn. Ờ, còn 100 tờ? 1 triệu. 25 tờ? 250. Bán số chuyên nghiệp mà đâu luôn á. Bán hồi biết 5, 6 tuổi gì tới giờ đúng không? Dạ. Có khi nào có lộn cho tao không con? Không. Có thì quên. Lộn lộ người ta cũng trả. Lộn mấy lần mới rút kinh nghiệm đúng không? Lộn người ta cũng trả, người ta đâu có tham. Lộn với ông ngoại con á, rồi hồi 3-500 ngàn ta trả lại. Con đi bán số gì nè, có khi nào người ta thấy cái tay con vậy, người ta chê, người ta không dám lại gần, ta không mua. Không có sợ đâu. Ta không sợ. Mua đại rồi. Ý là người ta khách á. Không. Người ta có chê con không? Không. Còn có người ta có kêu con hót cho người ta nghe không? Nếu đó là những người biết đúng không? Còn những người không biết, người ta đâu có kêu con làm gì nữa. Chú nghe cái chú ngoài kia nói là con có nhảy múa ca hát gì nữa. Cái đó là không biết nha. Cái đó tùy hứng hay sao? Tùy hứng. Sao không có? Ờ, nãy chú nghe nó là con chim đá vô mỏ, còn đá chỗ nào đâu? Đá mỏ là hay mà nó chạy hát rồi. Nhìn thấy bên đây có cá kẹo rồi đúng không? Mình kêu hay nó quá trời, nó bay lên mỏ đúng không? Một cái chim, con chim bay lên mỏ luôn hả? Có thiệt ha, không có xạo với chú nghe. Như là đỉnh chứ lắm luôn đó, khi mà khi nào bay đậu lên mỏ mình đỉnh lắm luôn đó. Cái này là cũng như gọi là ông chú rồi chim luôn rồi. Gọi mà mấy chim bay về luôn. Hót tiếng đại bàng nữa. Ờ, đâu tiếng đại bàng sao đâu con? Ờ. Nó nghe hả? Mấy con đại bàng nó hú để nó kiếm chim mồi, kiếm mồi. Đó là chim mưng đúng không? Chim mưng nè. Quá đỉnh luôn à. Ngố quá là mình phải học thêm nhiều cái tiếng nữa. Tại vì con đã biết mấy tiếng này thì mấy tiếng kia con sẽ học được thôi. Nếu con biết nhiều tiếng nữa là cái đó là cái như là một cái biệt tài con sẽ làm ăn nó lên nữa, bán số và bà con ủng hộ nhiều hơn nữa. Tại vì mình đã mắc cái này rồi mình sẽ được cái kia, trời ban cho mình cái kia. Gán lên, bây giờ mình gán mình học thêm nữa đi. Tập đến ở nhà con đã ngủ rồi trong phim. Học dạ. Mấy đứa bé nhà mình có đứa nào đi học không? Chưa đứa đi học chứ. Ba đứa mà không nào biết chữ luôn. Mấy không biết chữ. Không biết chữ. Là mình không có điều kiện cho không đi. Có điều kiện cho đi học. Bán số gì chị cũng đâu có đi làm gì đâu, ở nhà cơm nước gì thôi. Bán là đủ ăn chứ đâu có tiền đâu cho nó đi học. Thằng này phải đi bán với ổng, đâu có đi bán với ổng đâu có ở nhà đi học được. Bé chỉ mới 11 tuổi mà biết lo cho mẹ lo cho em nữa. Nhưng mà mưa thấy mưa cũng dầm đi bán nữa. À, nó bận áo mưa, ngoại nó có sắm cho nó cái áo mưa cho, đi bán. Trong khi ướt, chị ướt, mình máy ướt hết trơn. Không, ta cho. Mà có khi nào bé bán mệt, bé xin nghỉ ngày anh chị? Có, ngoại cho nghỉ ngày. Mưa nó cho nghỉ đi chơi với bạn đúng không? Với làm biết còn. Cho một tháng, ngày 500 ngày tháng, giờ mình có tiền tháng rồi ha, tháng 500. À, cho tiền cái người biết tặc. Chị có lãnh không? Chưa mới làm, chưa có lãnh. Chị chưa, còn bé dạ. Đã có rồi. Dạ. Như nhà này mình ba người, bé lớn nó cũng vậy luôn. Không, có mình em Hoàng. Dạ. Lúc mình Hoàng là, có. Lúc mình về đây là cái nhà này chưa có đúng không? Chưa, luôn nhà lá, sạch xuống rồi, giờ mới cắt lên.
Hoàng cái tay chân nó vậy rồi sinh hoạt sao chị? Ăn uống rồi tắm rửa rồi sao? Tắm rửa thì em tắm cho nó không à, tắm rồi đi cầu đi tiểu gì là rửa cho nó không à, chị đích cho nó. Thì chị làm hết mấy cái gì đó luôn. Làm hết những đó. Thế nên chị đi bán số thôi. Bán số thôi. Đâu rửa ông múc ngực rửa tới được. Chị Hoàng có người yêu chưa? Có. Có hả? Mới bây đó có người yêu rồi. Có trên Facebook đó chứ được. Đó là cháu nó bị gì mình có cảm thấy mình hối hận với gì cái sai lầm của chị à, cũng hối hận hay sơ ý có chút xíu nhỏ tiểu phẩm dạ cho nên cô chú anh chị khi xem cái đoạn clip này có con nhỏ này xài đèn dầu rồi đó cẩn thận bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều nếu mà nó bị như vậy rồi hồi nãy trong này bạn bè thì nó không có chê không có sợ đâu dạ. Ở ngoài đường khi tụi em ghi hình ngoài đường có những bạn ngoài kia bạn nhỏ bằng cái bạn sợ cái tay của bé. Dạ. Cái nhà rồi đó còn chưa vô điện được. Chưa đến có điện. Chưa. Xài ké. Điện nhỏ luôn kìa. Cái này xài ké. Ké nhà bên đó. Chưa có điện nha. Chưa. Chưa cái này xài ké. Mới cắt. Nào giờ thì bôn ba khắp nơi. Dạ. Bây giờ mới về đây. Cho chú hỏi con này có khi bạn bè để sợ cái tay mình về con có buồn không? Không có buồn hả? Mình có nghĩ là tại sao người ta chê mình không? Mình không biết sao luôn. Chỉ nghĩ là cái tay mình vậy nên bạn nó không có thích mình. Nãy mấy bạn ngoài kia mà không dám lại gần con có buồn. Cái đó con không quen bạn đó mà con hay bán bạn chỗ đó là quen. À, có nghĩa là mấy bạn đó mình không quen cho nên họ có thích hay không thích thì kệ họ. Còn những người bạn thân của mình thì họ không có chê mình. À, ý đó là những người đó nó không quen cho nên ta thích không thích thì thôi kệ. Còn những người mà đã quen với mình người ta chấp nhận hết, ta chấp nhận chơi với mình. Và đây cũng có những người bạn nè, đi theo nãy giờ luôn nè. Đang đứng sau lưng mấy anh em quá. Không, cái đó sao đó là em anh Thọ hay không à? Thì những người bạn nhỏ cùng xóm giềng đó, thì mặc dù bà con. Anh Thọ, thứ 4, anh 2, anh 3, anh 4 vậy. Mới, mới nhìn, mới nhìn anh Út. Tưởng đâu cái bàn chân đúng không? Lặt lên nhìn thì giống bàn chân. Anh nổi dinh đen. Chị Trúc. Anh Chí. Chị Út nghe anh Út Chí. Chị Út kìa. Chị Út. Chị Út. Con nói chị Út. Cãi. Bán ở trên Đồng Nai nhưng mình bán đi bằng xe hay đi bộ? Đi có lúc thì đi bằng bộ, lúc thì chạy xe. Để đi là xa lắm. Tới mà nhớ bà Thái Lan, Long Hành Bò Sữa. Tới thành phố Độc Lâm Dương luôn. Thì tới Bình Dương luôn. Tới anh cho qua, anh không cho qua. Lúc đó dịch hay sao? Không biết. Là hôm nay tụi em tới đây tìm hiểu hoàn cảnh của mình. Nhưng mà hôm nay cái kiểu như chị Nhi nè, là kiểu như không có giống như những người mẹ khác, không có được tỉnh táo hơn. Yeah. Chứ mình phải nhờ chú là nói chuyện thêm một lần nữa để chú kể. Tại nãy ngoài kia nó vội vàng quá, nó kiểu như mưa đó mình. Ba ơi, yêu mãi. Chú đừng dạ. Mệt, chú mệt đó chú. Dạ con mời chú chút xíu em. Dạ. Chú ngồi bên đó đi. À ngồi lên. À, chị Nhi á, cái clip trước á mấy em tôi chia sẻ là chú nói là chồng của chị Nhi là cái kiểu như bạo hành gia đình quá. Mấy hành hạ chỉ như vậy đó. Dạ. Chú mới rước về đây. Dạ. Rồi, cái câu chuyện như thế nào thì cái clip trước thì có thể là cô chú anh chị không có xem cái clip trước. Nhưng mà thẳng cái clip này thì chú có thể kể lại đầu đuôi như thế nào chứ? À, tôi cũng mà lúc đó là hai đứa nó gặp nhau rồi cũng dễ dàng, tôi cũng có lời hỏi không có gì, cũng thấy hoàn cảnh ai cũng khổ quá, nó thì đi biển, nó đi biển rồi thấy lúc đó nó cũng hiền, về dài tháng sau rồi nó uống rượu quá nó hờn. Uống tôi chịu không nổi, nó phải nó uống mà nó về nhà đừng có rên la, đừng có người xàm thì tôi cũng không nói gì, nhặt có một cái nó uống nhiều rồi nó xàm hoài, tôi ngủ nghe không được, tôi đi bán số vừa ngủ không được, tôi mới bất rứt, tôi mới cự nó cũng như nó cầm dao nó rồi đe nó rồi đâm vợ nó rồi này kia, tôi cũng la, cũng la đó, đó mày có tính cách như vậy là mày không ở đây với tao được, vậy là mày phải sớm mà đi khỏi cuộc đời của tao chứ. Cái kiểu mà mày hành hung vợ con, mày đánh đập vợ con, mày là tao không đồng ý. Bây giờ mày nuôi được thì mày nuôi không được, mày tao sẵn sàng, tao già, tao sức yếu thiệt.
yêu tao phải đình con tao cháu tao không bỏ mày ở trong mình, mày không có miếng giấy lộn nữa mà tao nói mày, mày không nghe lời tao, lỡ mày đâm ai mày giết ai rồi bắt con già này chịu nữa, già này hơi thở đang sắp cuối rồi tao chịu nữa, tao chết nữa, cái nữa là tụi mày bơ vơ hết. Nói gì là đi luôn tới giờ? Dạ, nó đi, tôi đuổi nó, đi luôn tới giờ. Mấy năm nay có về thăm không? Không có về. Không gọi điện về thăm luôn? Không. À, lúc đó ở đâu chú? Lúc đó thì ở Đồng Nai. Có khi nào mà anh không biết quê ở đây không chú? Không biết, nó biết, nó cũng vẫn biết, nhưng mà có một cái là làm như nó uống rượu vụ giết, nó điên, nó chứ bị tay đánh vô đầu giết rồi nó khùng. Dạ. Kiểu như mình nói nó hết nghe. Chị Nhi nói là ảnh nhậu về, ảnh quậy em vợ rồi ngủ được. Quậy dữ lắm. Chú còn một người con nữa. Còn người con gái mà gã về Bình Phước rồi. Dạ. Bình Phước có chị Đồng Nai. Đứa con gái. Dạ. À, cũng thấy cũng cưng lắm. Là chú cũng được hai người con gái hết. Được có hai người con gái đó. Dạ. Chứ không có đứa trai nào cho. Dạ. Vậy là từ cái lúc đó tới giờ là chú thân và giống nuôi con, đã nuôi con rồi, nuôi thêm ba cháu ngoại nữa. Còn cảnh khổ phải nuôi cháu như thế nào vậy? Dạ. Bây giờ em lẽ cháu mình bỏ đâu? Tụi mình đi bán gì là hồi nãy là như cái clip trước là mấy anh em tôi nói là hỏi chú là chú nói bán ngày 200. 200. 200 gì là lời được 200 mấy hả chú? 200 mà. 200 lời được 200 chứ. Tờ lời ngàn. Tờ lời có ngàn rồi. Bây giờ nhà nước ta gia với số nó cũng đủ cho bạn hàng thôi chứ không có dư. Hồi đó dư thì nó còn có thể trả lại được, bây giờ không trả, lấy bao nhiêu lại bán hết. Rồi giờ là còn với số ở đây tới chiều làm sao? Nếu mà trời mưa bão đây hoài chắc đúng không á? Thì nếu mà mưa bão hoài thì mình cũng chắc xe mình cũng bường đi, mình bán được nhiêu nên nhiêu. Rồi bán không được đứt vốn luôn. Không được cái thì ôm. Chị sao mà mình ôm thì mình thiếu nợ. Mình ở nhà mình về em không kiếm cái nghề nào, về nhà mình làm phụ thêm ba đi nuôi mấy nhỏ tiếp chị. Như là mình lãnh cái gì đó về nhà mình làm á chị. Nó khờ khờ, nó có đi nó biết làm gì đâu. Thì lúc đó ở chảnh làm gì chứ? Chảnh thì cũng đi bán số vậy đó. Chị á, chị Nhi á. Ở chảnh cũng nội chợ, nấu cơm, nấu nước, đồ. Không có đi làm. Cũng có dự án đó. Nghĩa là đó giờ chị Nhi cũng không có làm gì ngoài xã hội. Có đi bán số, có đi. Dạ. Cũng đi theo giữ mấy đứa con đó, vừa đi bán vừa giữ. Cái đó cũng như năm ăn năm thua vậy. Lỡ có cái gì rồi nó bắt mấy đứa nhỏ này rồi mình cũng không biết sao để nói nữa. Tôi thấy vậy thôi, tôi không cho nó bán. Tôi nói thôi rồi mẹ ở nhà đi để tao với con đi bán là luôn mới bay được rồi. Đi bán là cái này mưa gió nữa, với lại công nhân thất nghiệp đi ra nó bán quá trời. Thì mình bán 200 tờ. Lời 200 ngàn. Yeah. Rồi giờ gia đình mình là 5 người, 5 miệng ăn. Rồi săn cổ rồi nữa chứ đi. Chia hết trơn. Dạ. Thằng về là buổi tai ngày nào là buổi tai ngày đó. Tôi nghe nói gì Nhi nói đó. Nghe chị Nhi nói là cái Hoàng là có lãnh tiền khuyết tật. Rồi chị Nhi này có không chú? Mới đây à, mới làm giấy chưa, mới làm mới giấy mới chưa xong nữa, có lãnh được đâu, chưa có. Dạ. Còn cái bé lớn anh với bạn bé là thằng lớn thì nó khờ khờ đó, nó không biết gì chứ. Chỉ là hỏi có được cái diện chính sách đó không, thì chưa làm, mình chưa làm chưa biết đó nè, chứ để ngày nào mình có lên cho anh nói với xã ra đó là dạ. Con bây giờ con thấy là nhà mặc dù bé Hoàng nó bị cái tay như vậy nhưng mà nó còn lanh hơn cái người anh của bé. Đúng. Ừ. Dạ. Cái bé nhỏ kia còn lanh đáng nữa, còn dạ. Lanh dữ hơn nữa. Dạ. Nhưng mà tội cái là nó lanh như vậy mà mình không có điều kiện cho đi học. Dạ. Nó thì thiệt thòi cho mấy đứa nhỏ. Bây giờ mình không thẳng để coi giải quyết rồi sao chứ bây giờ phải cho nhỏ biết chữ. Dạ. Ít ra là gia đình phải có một người biết chữ. Dạ. Chị Nhi có biết chữ không? Không, không muốn chữ. Dạy trước của mình sao? Dạy trước của mình sao? Làm như là cái đầu nó giá đó. Mình nói là mình biết chỉ như vậy, mình gả cho cái chồng chỉ là cho mình thấy hiền quá mình gả, chứ mình đâu có nghĩ là nó xảy ra. Dạ, mình không biết luôn. Dạ. Bây giờ cha con đồng tắm về đây. Dạ. Bà con xóm viền cũng bên đi Đập Đỏ rồi cũng mới cắt cho cái nhà mà chưa từ thiện, có bên từ thiện. Từ thiện dạ. Mới thấy nhà sập rồi đại kia rồi bềm bẹp rồi nó leo vậy là xưa giờ là mình ở đây
mới bỏ nhà đi lên trên kia làm. Lên trên kia mới đầu làm được được rồi sau cái làm cái giết rồi cái tiêu nợ làm tiêu nợ là sợ quá đi rồi mới đi về đây trốn nợ. Cái nào quá trốn nợ trốn trốn nợ luôn à. Thôi, nếu mà mình trốn nợ quay gì sao được trốn ta thì quay lên lỡ người ta chủ nợ ta đầu chú rồi. À, biết đâu rồi đâu có biết xứ này đâu, nó nói xứ này đâu không biết đâu hả? Thiếu nhiều chú à, rồi thiếu không chừng 10 triệu mấy triệu, thiếu tiền số rồi sao chú? Thiếu tiền số là cái nhiễu bán ế rồi là bị lừa đảo bị giật rồi ấy sao mà không phải bị ôm bán không được ôm ôm khi trăm khi hai trăm ôm giết rồi tôi sợ rồi tôi trốn. Tôi nghe mấy bạn nói nó bán rồi có khi nó bị người ta dụ đổi số giả đó là sao? Có rồi, có cũng có nó lại nó đổi tờ 200 đó nó làm như nó mô tô vậy. Mô tô chứ nếu mà cái giấy mà thiệt ra giấy số thiệt ra thì ở trong đó nó có hoa văn theo mấy cái số nó có hoa văn còn cái này ấy cái giấy số nó không có hoa văn nhưng mà cái màu nó hơi mét. Vì phải... đại lý trả lại mình mới biết thì mình cũng ôm xô luôn. Lúc đó mình đi về tới đại lý mất tiêu rồi. Cũng ôm xô luôn chứ sao giờ mình chịu thiếu nợ. Vậy đó. Khổ lắm chú ơi. Chú như cũng khổ dữ dằn. Giờ chú nói chung chú còn cái con số. Thì chuyện với chú bây giờ nói chung cũng hơi khá là dài rồi. Bé Hoàng ở đây, bé Hoàng, chú biểu. Chú Hoàng. Bây giờ nói chung mấy con mua thì Hoàng trả điện thoại cho bạn đi đây chú nó một ít. Còn để anh này cái phần tiền quỹ con gửi trợ chiên đến gia đình mình chú ha. Để gia đình mình xây sở trong thời gian này đi. Thì, bây giờ chú còn nhiều số của chú chị mấy anh em thì không có khả năng tiếp chú hết 200 tờ đó là tiếp không có nổi. Dạ 100 mà. 100 đi. Con ngồi đây đi để mấy chú nói chuyện. Ngồi đây. Con ngồi đây nè. Đưa cho ngoại gửi nha. Ngồi đây đi ngoại lục. Vô kiếm số sợ ngoài kiếm không gặp. Biết rồi. Thì cô chú chị giờ này thì cũng 1 giờ rồi. Nhưng mà sợ mấy anh em nói chuyện một hồi là trễ cái giờ bán của chú rồi, chú ôm tội nghiệp. Nhưng mà khả năng của mấy anh em á là sẽ mua được một phần nào đó thôi. Còn dĩ nhiên gửi tiền cho chú là gửi cái tiền quỹ riêng. Số nhiều quá nhiều của chú chị. Giờ cho chú nè, chú gửi giúp cho... cho Hoàng ha, với ngoại ha, với anh Triệu này của chú Lợi ở Đồng Nai. Thì con cũng bán số ở Đồng Nai đúng không? Đồng Nai sinh sống có thời gian giờ đi cũng chắc không có gì chú Lợi năm đó lắm nữa. Đây là tiền quỹ của chú Lợi ở Đồng Nai 1 triệu, chú gửi con 1 triệu ha. Có gì xây sở cháu xây sở đây. Cảm ơn mấy chú. Dạ, cảm ơn mấy chú. Cái tay kia con đâu có đưa ra được đâu, nhiều của chú chị sẽ hỏi bé nó không có bắt lấy hai tay được, đâu có đưa thử hai tay một lần nữa, tôi dính vô luôn. Cái tay bé nó có tật chứ không phải bé nó không có ấy gì đâu cô chú chị. Không rớt luôn ha. Nãy chú nói còn nhiêu tờ chú? Còn có 200 mấy rồi, mấy chú giúp tôi 100 rồi. Dạ. Thì chút xíu nữa thì chú clip thì mấy anh em con sẽ tiếp với số chú còn bao nhiêu chú đi bán chứ. Mấy anh em con thì chỉ giúp được phần nào thôi. Kênh con thì không có tiền quỹ nhiều. Mấy anh em cũng vậy luôn. Chủ yếu thì giúp đỡ bà con làm nhịp cầu nối. Để có may mắn gia đình mình sẽ được bà con cộng đồng mạng giúp tới. Dạ. Lại có Hoàng, Hoàng có lời nào nói lần nữa chú không? Gửi đến của chú Mạnh Thường Quân không? Dạ, cảm ơn mấy chú. Cảm ơn chú Mạnh Thường Quân chứ, chú cảm có gì đâu cảm ơn Vương. Chú nè. Cảm ơn ông bà cô chú trên cộng đồng mạng. Cảm ơn chú đồng mạng. Cảm ơn ông bà cô chú. Cô bà cô chú. Đồng mạng. À, bây giờ trước khi kết thúc clip thì hót lên bài cho mấy chú nghe nè. Chúc cho hai anh cháu luôn luôn mạnh khỏe ha. Rồi tới đây thì mấy anh em cũng xin kết thúc chương trình. Chúc chú mua may bán đắt, mua bán thuận lợi. Chúc gia đình mình thì luôn luôn gặp nhiều sức khỏe. Đây cũng xin chào cô chú chị, gặp lại cô chú chị và những người chú chị.